lộ cùng tiếp rồi. Thực ra mình đã có hơn 200.000 tiền hiệu sáp thôi mọi người ạ. Nhưng mà không hiểu sao shop lại cho vào một cái thùng to như thế này. Và đây là thùng hàng của mình. Mọi người ơi, trước mặt mình đang là những viên kẹo sáp vô cùng xinh xắn và đáng yêu. Bây giờ thì mời mọi người ăn cùng tiếp nhé. Cứu tôi ơi, chết tôi tài ơi. Mọi người ơi, mình làm rơi mất rồi. Mọi người ơi, mình thực sự là rất là hậu đậu luôn ý. Đã vỡ mất 2 viên. Cái chỉ là một gói này có 2, 4, 6. Vỡ mất 2 viên là có 9 viên. Có số cá. Rất ưng cái cách đóng gói của shop này mọi người nhé. Mình đi rửa tay đã. Mình sẽ ăn hình tròn mọi người ạ. Cái kẹo sáp lần này khác với loại kẹo sáp lần trước mình ăn nhá. Cái sáp của nó dẻo hơn mà nó không có mùi mọi người nhá. Nhân cũng rất là nhiều. Vị vừa rồi là vị dâu. Vị này chắc là vị khoai môn mọi người ạ. Được thì đồ đã mang. Màu kiwi này thơm này mọi người.
bông hoa. Tiếp đến mình sẽ ăn một chú Doraemon. Kiếm cái gì? Hứng đã. Một chiếc kẹo sáp hình que kem. Đây là một chiếc chân mèo dài, còn đây là một chú gấu mọi người ạ. Có vẻ chú gấu này đầu là vị Việt quất, bên dưới là vị dâu. Đây cũng là một chú gấu.
chân mèo. Một chiếc Lego. Không biết đây là quả cam hay là muối cam hay là cái gì nhá. Số cá cuối cùng. Mọi người ơi, sau khi ăn xong số kẹo sáp này thì mình cảm thấy rất là ngấy và rất là ngọt. Và có một lưu ý như thế này, kẹo sáp này không thể nuốt được mọi người nhá. Ở trong video mình đã cắt bỏ những cái đoạn mình nhả bã kẹo ra rồi. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Chúc mọi người luôn có nhiều hạnh phúc, niềm vui và sức khỏe. Bye bye. Xin chào và hẹn gặp lại.